Hello, hello cả nhà. Nga xin chào tất cả đại gia đình của chúng ta nhé. Nga xin chúc cho tất cả đại gia đình của chúng ta luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc, mọi điều tốt lành. Hôm nay Nga trở lại đây với cái chương trình buôn bán nữ trang của mình. Nga đem đến cho cả nhà mình một cái mặt dây chuyền thật là tuyệt vời, rất là to luôn nha. Cả nhà này, cô bác, chị em mình nếu mà thích đeo những cái mặt lớn lớn như vậy nè. Cái này mình nhận từ 8 ly đến 9 ly nha cả nhà. Thì cái mặt dây chuyền này vàng 18 của Hồng Kông. Cái vỏ mặt dây chuyền này ở center, ở halo bên trong là 2 ly 7 và xung quanh là 1 ly rưỡi. Đấy, thì cái mặt dây chuyền này gần 3 carat hột xoàn nha cả nhà. Và vàng 18. Ta sẽ để cho cả nhà mình với cái giá là 3.500. 3.500, cái mặt dây chuyền quá là đẹp luôn nha cả nhà. Tuyệt vời, mình nhận từ 8 ly đến 9 ly. Mình thích nhận center nó, cái xoàn cũng được. Tất cả các loại nữ trang của mình á, thường thường những cái mặt dây chuyền này nè cả nhà, mình có thể mình nhận vô những gemstone hay là kim cương đều được hết nha cả nhà, rất là đẹp, rất là sang trọng luôn á cả nhà. Đấy. Tuyệt vời chưa? 3.500 cho cái vỏ mặt dây chuyền nha cả nhà. Hộp xoàn rất là đẹp, trắng trắng sạch lung linh luôn, vỏ của Hồng Kông nha cả nhà, vàng 18. Rồi 3.500 cho cái mặt dây chuyền. Cái vỏ thôi, cái xe đình thôi. Rồi. Còn sợi dây, nếu cả nhà mình thích sợi dây này luôn á thì mình cân gram lên nhé. Và 80 đồng 1 gram. Tùy theo giá vàng mỗi ngày khác nhau nha cả nhà. Ok. Rồi nghe, có một cái mặt dây chuyền này nữa nè cả nhà. Tuyệt vời chưa? Cái mặt dây chuyền cũng vỏ Hồng Kông, vàng 18. Cái center của nó là 1 carat 20. Center là 1 carat 20 nha cả nhà. Center là 1 carat 20. Vỏ vàng 18 của Hồng Kông. Center 1 carat 20, nước J VVS1, gần 7 ly, 3 cái excellent medium blue, cho nên cái viên sòn rất là trắng. Đấy, cả nhà thấy không? Rất là tuyệt vời. Cái vỏ mặt dây chuyền là 2.000 và cái viên sòn center 1 carat 20. 1 carat 20 là cái giá 4.000. Là tổng cộng cái mặt dây chuyền là cái pendant only là 6.000 nha cả nhà. 6.000 cho cái mặt dây chuyền pendant rất là tuyệt vời. Rồi, có giấy chi y nha cả nhà, nước chê nhưng mà rất là trắng. Rất là đẹp. Cái này nó lớn bằng cái 25 cm nha cả nhà. Cả nhà lấy cái đồng 25 cm cho cả nhà mình xem. Có giá bằng 25 cm. Dạ, yeah, còn cái mặt này hồi nãy là lớn hơn 25 cm nha cả nhà. Đấy, lớn hơn 25 cm. Rồi Nga sẽ vào có những cái dòng này cả nhà. Chiếc vòng thường thường là khoảng 16 gram vàng 18. Chiếc này là 3 ly 8. 3 ly 8 trắng sạch đẹp nha cả nhà. 5 viên 3 ly 8 và vàng 18 màu trắng. Size này là size chị em mình đeo, có thể là size cô bác chị em mình á, có thể là cái size từ 50 tới 52 chị nhé. 50 tới 52 mình đeo được. Size cô bác chị em mình mà size 50 tới 52 mình đeo được nhé. Và chiếc vòng này Nga để cả nhà mình với cái giá là 3.500. Khoảng 16 gram vàng 18. Yeah. Hơn 16 gram vàng. Yeah. Rất là đẹp, hột trắng sạch đẹp luôn nha cả nhà. Chiếc dòng này nghe để cả nhà mình với cái giá là 3.500. 3 ly 8. Ok. Rồi mình có một chiếc nhỏ hơn 3 ly rưỡi.
Nha. Ba ly rưỡi hột trắng sạch đẹp luôn nha cả nhà, 5 viên 3 ly rưỡi. 5 viên 3 ly rưỡi hết 1.000 đồng rồi. Và vàng là 15 gram. Nha, chiếc này thì vàng. Hơn 15 gram 54 chiếc này 3 ly rưỡi, 5 viên 3 ly rưỡi hết 1.000, và cái tiền vàng và tiền công nữa là chiếc vòng này nghe để cả nhà mình với cái giá là 2.450. Hôm trước chị kia hỏi em tính lộn tại vàng cái tiền công nó lên á mà em tính lộn. Dạ, yeah. Đấy là 2.476 đồng đó, nhưng mà Nga bớt cho cả nhà mình 2.450 cho chiếc vòng này size 50-52 mình đeo được nha cả nhà. Dạ, yeah, cô bác chị em nào mà mình thích đeo, đeo cái này rất là simple nha cả nhà. Đấy, mình đeo rất là nhẹ nhàng, đeo hàng ngày được á, nó không có chói chang. Dạ, yeah. Vàng 18, màu trắng, 3.5 ly, được 1554 gram vàng 18. Đấy. 2.450 nha cả nhà, 2.450 cho 3 ly rưỡi. Rồi và mình có một cái chiếc vòng này hôm trước Nga có giới thiệu rồi. Này từ 3 ly tới 3 ly 3. Ở bên size là có 2 ly 7, 2 ly 8. Đấy. 3 ly 3, 3 ly rưỡi. Đấy, chiếc vòng này vàng 14 nha cả nhà, đeo cũng rất là đẹp luôn á. Cái này đeo cũng rất là đẹp. Nga sẽ để cho cả nhà mình với cái giá là 2.450 luôn ha. 2.450 cho chiếc vòng này. Hộp sòn hết 2 carat hộp sòn rồi cả nhà. Vàng 14 được 15 gram. Cái này được 17 gram 75. Cái này được 17 gram 75. Chiếc vòng này đeo rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đeo nó không bị vướng. Yeah, họ nhận chìm xuống, họ mình đeo không có bị vướng. Chiếc vòng này rất là đẹp, hộp VS hết nha cả nhà. VS trắng tinh lung linh luôn, đẹp lắm. Có 2.450 đô, quá tuyệt vời luôn nha cả nhà. Yeah, cái này là giá vàng cũ á, Nga không có tính giá vàng bây giờ. Cái này là Nga tính giá vàng cũ nha cả nhà. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, chiếc vòng này cũng size 50-52. Cả nhà mình, cô bác chị em mình á, nếu mà đeo được size từ 51 tới 53 là ok ha. 51 tới 53 là ok, chị em mình đeo được á. Cô bác chị em mình đeo được á, từ 51 tới 53. Đấy, chiếc vòng này đeo rất là đẹp luôn cả nhà. Nga đeo thử cho cả nhà mình xem nha. Nga cũng thích chiếc vòng này ghê á. Nó đeo á, không có bị vướng á cả nhà. Nè, đấy. Nó đeo nó không bị vướng, rất là đẹp luôn á nha cả nhà, rất là rẻ luôn. Tiền vàng của mình cũng hết 1.200 rồi. Đấy, tiền sòn quá là nhiều luôn. Một đẹp không mà trắng chiếu lung linh luôn nha cả nhà. Một sòn thiên nhiên luôn nha cả nhà. Đấy, rất là đẹp luôn. Đeo không có bị vướng, Nga thích cái này đeo nó không có vướng. Mình làm công việc thoải mái luôn. 2.450 đô nha cả nhà, tuyệt vời luôn. Cái tay Nga tròn quay à, Nga đeo vô rồi Nga gỡ ra khó lắm. Cái tay gì mà tròn quay à, đeo xong rồi gỡ ra khó quá à. Cho nên Nga đeo mấy cái hở này nè, Nga thích. Nga đeo cho nó lớn mới chít. Cả nhà mình hôm nay có gì vui không? Nga nghĩ là cái thời gian này hình như mình cũng hơi chậm tí ha, mọi thứ đều mình sống chậm tí xíu. Mình sống chậm tí xíu để mình enjoy cuộc sống của mình. Rồi mình có một cái đôi bông 4 ly hộp sạch tinh tinh luôn nha cả nhà. 4 ly vàng 18. Rất là đẹp luôn. Hộp chiếu long lanh luôn cả nhà. Tay chuyển mùa số khô quá. Hộp chiếu long lanh rất là đẹp luôn nha cả nhà. Hộp 4 ly sạch đẹp luôn nha cả nhà. Nha, hộp trắng sạch đẹp luôn.
và vỏ 18. Cái này dành cho trái tay nào cỡ nào đeo cũng được và không có nặng lắm. Ở khoảng 6 gram vàng á và 4 ly. Đôi bông này Nga để cho cả nhà mình với cái giá là 2.600. Hả? 2.600 4 ly. Nha, yeah, 4 ly đẹp lắm luôn nha cả nhà. 2.600. 2.600 cho đôi bông. Này Nga mới làm lên. 4 ly. Tuyệt vời. Hộp đẹp lắm luôn nha cả nhà, sạch trắng lung linh. Đấy. Cái này mình đeo vô rất là chiếu chiếu luôn á. Mà đeo mỗi ngày cũng được luôn nha cả nhà. Đấy, nhiều khi mình nếu mà sợ chiếu chói chang quá mình lấy cái tóc mình che lại. Xong mình về nhà cái mình có thể mình cột tóc rồi lên, hay mình đi vô chỗ an toàn rồi đó, cái mình cột tóc lên rất là đẹp. Lộ ra đôi bông rất là đẹp luôn á cả nhà. Rồi 2.600. Ok. Rồi Nga có một cái đôi bông này. Đôi bông này cũng lâu rồi. Đôi bông này cũng rất là khó có người vừa ý để đeo. Hả? Đấy, rất là đẹp emerald cut, họ ghép lại với nhau và sòn tròn vàng 18 của Hồng Kông nha cả nhà. Đôi bông này rất là đẹp luôn. Đôi bông này Nga để cả nhà mình với cái giá là 1.950 cho đôi bông đang liền. Cái này là giá cũ nha cả nhà. Hiện giờ là Nga không có lấy hàng vào nhiều, cho nên là tại vì vàng cao quá Nga không có lấy vô nhiều. Đây là những cái mặt hàng cũ của Nga còn lại thì Nga sẽ để đúng giá như xưa cho cả nhà mình. Nếu cô bác chị em nào mà thích đang liền á đeo thì rất là tuyệt vời. Nút vặn nha cả nhà. Dạ. Ô nô, cái này nút đẩy. Nếu cả nhà mình thích nút vặn thì Nga sẽ đổi. Cái này 1.950 nha cả nhà. Thường thường mấy cái này mình đeo nút đẩy không mà. Dạ. Còn không muốn nút vặn thì mình phải thay cái cây vặn. Dạ. 1.950 cho đôi bông của Hồng Kông. Họ ghép lại emerald cut, họ ghép lại với nhau và học tròn. Dạ. Ok. Rồi và tiếp theo Nga có một cái đôi bông này nè. Cô bác nào, chị em nào thích cái loại baguette á. Dạ. Hộp baguette mà họ đẩy lại á. Cái loại đẩy này nè cả nhà. Đấy, chắc chắn. Thì cái đôi baguette này rất là đẹp luôn cả nhà. Vàng 14. Đẹp lắm, cái này đeo vô rất là sang. Hôm nay Nga cũng giảm giá cho cả nhà mình. Cô bác chị em nào thích cái kiểu này đeo vô cái mặt mình rất là sang luôn. Gương mặt mình tròn tròn á, mình đeo vô á long lanh lắm. Nga đeo vô là nó long lanh lắm luôn. Thì Nga sẽ để cho đôi bông này là với cái giá là 1.200 nha. 1.200. Vàng được gần 10 gram á cả nhà ơi. Vàng này vàng 14. Rất là đẹp, đôi bông rất là đẹp, đeo rất là sang. Cô bác nào mà thích cái dạng này nè. Đấy. Cô bác nào thích cái dạng này mình đeo vô rất là sang. Rồi mình thêm một cái dây chuyền xuống nữa là tuyệt vời luôn. Còn nếu không mình đeo chuỗi pearl hay là kia nọ cũng được luôn á. Dạ. Đôi bông này mình đeo rất là dễ. Nó không có kén đồ mà cũng không có kén để mình đeo chung một set. Dạ. 1.200 nha cả nhà. Ok. Rồi và còn một đôi bông này nữa Nga sẽ giảm giá cho cả nhà. Thường thường cái đen liền nó rất là khó. Cô bác chị em nào thích á, thì đeo mới được. Dạ. Và tại vì hơi kén cho nên là cũng những cái đen liền bán hơi chậm. Phải đúng cô nào thích á, thì rất là đẹp nha. Đôi bông này Nga sẽ giảm cho cả nhà mình với cái giá 2.300. Dạ, 2.300. Quá tuyệt vời luôn nha cả nhà. Đôi bông này có 2.300 mà.
rất là rẻ luôn nha cả nhà, 2.300, 2.300 nha cả nhà. Họ làm emerald cut, họ ghép lại với nhau và hộp sòn baguette và hộp sòn tròn nha cả nhà. Đấy, 2.300 tuyệt vời quá luôn, 2.300. Tại vì cái này rất là kén người đeo. Cô nào mà gương mặt tròn tròn thì mình đeo vô rất là đẹp. Nhà Nga đeo vô rất là long lanh luôn. Cái nào cũng thấy đeo lên đẹp hết trơn á. Rồi sao giờ? Phải để cho cô bác chị em nào thích thì mang nó về để cho mình enjoy nha. Dạ. Yeah. Mình enjoy những ngày lễ nè. Từ đây tới cuối năm có rất nhiều lễ luôn á. Ồ, cái này vàng 14 nha cả nhà. Vàng 14. Cái này vàng 14 nha cả nhà. Của Hồng Kông làm nha, vàng 14. Dạ. Yeah. Ok, rồi và tiếp theo Nga sẽ giới thiệu đến cả nhà mình những cái nhẫn nha. Dạ, yeah, đây. Cái nhẫn này hôm rồi đó là 2 carat. Nhưng mà nó 2 carat nó hơi dày đó. Cả nhà thấy không? Cái viên sòn nó hơi dày. Thì nó chưa được 8 ly. Nó ở 7 ly 80 mấy thôi. Dạ. Yeah. Đúng 2 carat. Thì cái này nó, cái nước của nó hơi lài á cả nhà. Đấy, hộp nó cũng rất là chiếu long lanh luôn. Cả nhà thấy nó có một cái tí point trong đó không? Đấy, một cái point. Dạ, yeah, nó kêu là pinpoint. Nếu mà trong GAA thì nó gọi là pinpoint. Đấy. Cái kiểu này cũng rất là đẹp. Vàng 18, cái giỏ này vàng 18 nha cả nhà. Nga làm hai bên size là 2.7. Đấy, thì Nga sẽ giảm cho cô bác chị em nào thích chiếc này, Nga sẽ giảm giá. Nga để cái chiếc này nha, giảm giá cuối cùng. Giảm giá cuối cùng nha. Chiếc này đeo rất là đẹp luôn á cả nhà. Đấy, mình đeo hàng ngày tuyệt vời lắm. Chiếu lung linh. Cái nước nó hơi lại. Dạ, yeah, này ở nước em á cả nhà. Thì Nga sẽ để cho cả nhà mình với cái giá 4.700 nhá. 4.700. Tuyệt vời chưa? Cái này là Nga có thể là tại vì cái viên này không, viên sòn này không cũng cũng có 4.500 rồi cả nhà. Cái viên sòn không 4.500 rồi, còn cái vỏ nữa Nga để có 200 sao, cho nên là Nga tổng cộng chung lợi, Nga giảm cho cả nhà mình, giảm bị hớ. Đúng ra phải cỡ 4.900 ha, nhưng mà thôi lỡ rồi, 4.700 cho cả nhà mình á. Cô bác chị em nào thích chiếc này mình mang về cho mình đeo hàng ngày rất là tuyệt vời luôn. Đấy, mình đeo nhiều khi mình đi đây đi ra ngoài, mình đi làm hay cái nọ cũng không có sao. Tại vì người ta nhìn vô, người ta nhìn giống như là mình đeo một cái sòn fancy á, fancy da lồ, cho nên nó cũng không có đập vào mắt những người không tốt. Những người có. Cho nên đeo cái này nó an toàn ha cả nhà ha. 4.700 nha cả nhà, 4.700 tuyệt vời lắm luôn á, chiếc này Nga không thể nào sell được nữa luôn. Đây là giảm giá lần cuối cùng nha cả nhà, là 4.700, không thể nào giảm hơn được nữa. Quá là tuyệt vời, đeo vô rất là cute luôn nè. Đó, ngón tay Nga đeo vô rất là đẹp luôn nè cả nhà. Tay chị em nào, cô bác chị em nào mà cỡ cái ngón tay size 5 là đeo đẹp lắm. 5, 5 rưỡi là perfect luôn. Từ 5 tới 6 là đeo perfect. Từ 4 đeo cũng được, 4 rưỡi tới 6 là đeo ok, vừa ngón tay của mình. Yeah. Ok, rồi một giá cuối cùng là 4.700 nha cả nhà. Rồi mong cả nhà ủng hộ cho Nga. Nga cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, đã luôn ủng hộ cho Nga đó. Nga cảm ơn cô bác chị em mình. Rồi đây là một cái chiếc nhẫn. Ở center của nó là 5.5 ly, hộp trắng lung linh luôn nè cả nhà. Trắng sạch đẹp, hộp thiên nhiên nha cả nhà. Vỏ của Hồng Kông. Dạ, yeah. Vỏ của Hồng Kông, mà vỏ của Hồng Kông, để Nga xem lại vỏ Hồng Kông. Vỏ Hồng Kông vàng 14 nha cả nhà. Dạ. Yeah. Vỏ Hồng Kông tại vì nó cũng làm hai loại, một loại 14 và 18. Cái này là 14. Dạ. Yeah. Ở center của nó là 5.5 ly và cái vỏ rất là dễ thương luôn. Đấy, giống như là ba viên sòn á cả nhà. Ở hai bên size là 3 ly nữa. Ở hai bên size của nó là 3 ly. Đấy. Chị em thấy hả? Cô bác chị em mình thấy không? Cái hộp center của nó 5.5 ly, rất là đẹp, rất là đẹp.
sạch lung linh luôn, nước đi y luôn á cả nhà, trắng tinh chị, cả nhà mình thấy không, rất là tuyệt vời. Chiếc này Nga sẽ để cho cả nhà mình với cái giá là 1.400 nhá, 1.400, 1.400 cho chiếc nhẫn 5,5 ly. Cái vỏ cũng hết bao nhiêu rồi cả nhà, 5,5 ly mà hộp sạch đẹp luôn. Đấy, giấy của tiệm của Nga nhé. Chị em nào mua những cái món hàng của Nga mà có khi bán lại á, thì chị em mình lỗ 30% nhé. Và còn những cái viên sòn lớn á, thì chị em mình upgrade lên á, thì chị em mình lỗ 15%. Và upgrade lên thì từ 10% cho tới 15% nha cả nhà. Nhà tùy theo. Rồi, cho nên là những cái gì của Nga bán ra Nga đều mua lại cho chị em mình, cho nên là chị em mình không cần lo lắng. Chị em mình đeo thời gian chán cái bán lại, Nga ơi cho chị check in vô lấy món mới đi. Mấy chị em mình cũng rất là vui. Đấy, chiếc này Nga để cho cả nhà mình với cái giá là 1.400 nhá, tuyệt vời lắm luôn, đẹp lắm luôn nha cả nhà. Cái này mình mua tặng cho con mình cũng rất là đẹp luôn đó, có giá trị 5,5 ly lận mà trắng sạch đẹp, nước đi y luôn nha cả nhà, rất là đẹp, rất là đẹp. Ok rồi, và tiếp theo mình còn một cái chiếc nhẫn này Princess Cut. Hôm rồi Nga cũng quên chiếc này ha, lâu rồi ha. Đây cả nhà ơi, Princess Cut, cái vỏ rất là đẹp ha. Cái vỏ nó có hộp sòn Emerald Cut và hộp sòn tròn vàng 14 luôn nha cả nhà, của Hồng Kông vàng 14 luôn. Viên Princess Cut nó nửa cara, nhà half cara. Cái nhẫn này Nga sẽ để cho cả nhà mình với cái giá là đặc biệt luôn nè ha, với cái giá là 2.000 chẵn nhá, 2.000 chẵn nha cả nhà. Nửa cara Princess Cut trắng tinh lung linh đẹp tuyệt vời luôn, sạch sạch luôn, nước cỡ nước đi y luôn á cả nhà. Cả nhà Nga chiếu gần cả nhà thấy không, rất là rõ, rất là đẹp. Thôi Nga để cả nhà mình với cái giá là cũng không bớt nổi cả nhà ơi, hơn 1.950 nhá, 1.950 Nga bớt không nổi nữa đâu nha. 1.950, hộp rất là đẹp luôn nha cả nhà, hai bên size rất là đẹp luôn. Đấy, 1.950, tuyệt vời lắm, đẹp lắm luôn cả nhà. 1.950 cho chiếc nhẫn vàng 14, dày dặn lắm luôn cả nhà, bên trong họ làm rất là dày dặn. Đấy, cho nên là cái này, chiếc này Nga bán là rất là rẻ luôn cả nhà ơi, rẻ lắm luôn rồi, Nga không xuống được nữa, xuống nữa là chị em nhớ mang cơm cho Nga mỗi ngày. Đem nước uống. Nói giỡn thôi, chứ là mình đã nói ra thì mình phải chịu chứ, đúng không? Nhà mình đã nói ra rồi thì mình phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Nói sao thì bán vậy nha cả nhà. 1.950, quá là tuyệt vời luôn cả nhà. Cái này mình đeo hàng ngày tuyệt vời lắm, nó cũng không có vướng gì đâu cả nhà ơi, mà rất là đẹp, lớn, đẹp lắm luôn. Ok rồi, và tiếp theo Nga có một cái chiếc nhẫn này 5 ly trắng sạch đẹp lung linh hết luôn, trắng sạch đẹp. 5 ly này là giấy tiệm của Nga nha, không có phải GAA. Với cái vỏ là vàng 18, 5 ly tuyệt vời lắm luôn nha cả nhà, trắng sạch đẹp lung linh luôn. Đấy, Nga chiếu gần cho chị cả nhà mình cùng xem. Vàng 18, chiếc nhẫn này Nga được 8 gram vàng á cả nhà. Tám gram năm mươi ba vàng. Chiếc này Nga để cho cả nhà mình với cái giá tuyệt vời luôn nè. Chiếc này Nga để cho cả nhà mình với cái giá là 5.300. 5.300.
5.300 nha cả nhà. Rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Một trắng lung linh luôn. Dạ, yeah, nước EF color luôn á cả nhà, trắng lắm. Đây. Này cái tay nào cho chị, cho cô bác chị em nào, cái tay nào lớn lớn chút nhé. Lớn lớn chút tại vì nó đeo nó hai bên sai á cả nhà. Hai bên sai nó đầy đó, mình phải đeo ngón tay nào mình tròn tròn mình đeo nó không có bị vướng. Nhưng mà cái chiếc này cũng không có bị nhám, không bị gì hết nha cả nhà. Rất là smooth luôn. Hai bên sai rất là smooth nha. Yeah. Rất là đẹp. Chiếc này hồi xưa Nga làm cho Nga đó chứ. Bây giờ đeo hết dừa rồi nhưng mà không muốn cắt size. Cái này size 6 cả nhà. Quá đẹp ha. 5.300. Rồi. Và tiếp theo mình có một cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này kiểu cũng lạ lạ, dạng 14. Xung quanh là 3 ly, 2 ly rưỡi. Ở center của nó là 6 ly. 6 ly 3. Dạ, yeah, 6 ly rưỡi chứ. Khoảng 6 ly rưỡi á cả nhà. 6 ly 3 tới 6 ly rưỡi á. Nó có tí than. Đấy, cả nhà thấy có cái than á. Có cái viên than á, cả nhà thấy rõ ha. Nga để gần cho cả nhà mình thấy nè, nó có cái viên than. Đấy. Thì cái chiếc này Nga sẽ giảm giá cho cả nhà mình. Cái này cũng nặng vàng lắm nha cả nhà. 8g41. Vàng 14. Và viên sòn 6, gần 6 ly rưỡi. Là 1 cara hộp sòn rồi. Nhà yeah, còn xung quanh hộp nhỏ cũng gần 1 cara nữa. 3 ly 3 và hộp mặt khi rồi nè cả nhà, kiểu của nó đó. Nhà yeah, hôm nay Nga giảm giá chiếc này 1.500 nhé. Chiếc này 1.500. Quá tuyệt vời luôn nha cả nhà. Trắng chiếu lắm. Nó có tí than cho nên nó rất là chiếu. Đấy. Đây. 1.500 nha cả nhà. 1.500. Ok. Rồi và tiếp theo Nga có một cái chiếc nhẫn perfect. Cái perfect của nó thôi nhưng mà hộp sòn tròn nó ghép lại á cả nhà. Đấy. Thì cái chiếc nhẫn này của Hồng Kông. Đấy. Rất là đẹp luôn cả nhà ha. Chiếc này Nga để cả nhà mình với cái giá là 2.850. 2.850 nha cả nhà. Hộp sòn rất là nhiều luôn. Hộp sòn rất là nhiều luôn. 3 carat hộp sòn cả nhà. 3 carat hộp sòn luôn á. Đúng 3 carat hộp sòn luôn. Dạ, yeah. Gần 5g vàng. 3 carat hộp sòn total luôn á cả nhà. Rất là đẹp luôn. 2.850 cho chiếc nhẫn kiểu perfect nha cả nhà. Hộp dọc kiểu giọt nước á, rất là đẹp. Vàng 18 của Hồng Kông. Yeah. Mình đeo chung với cái đôi bông này nè cả nhà. À, cũng không được match mấy ha. Ok. Quá là đẹp. Rồi mình còn chiếc nhẫn này. Cái này là fancy yellow với brown diamonds. Nhẫn này thì nếu mà cả nhà mình thích đeo, nó có cái gì đó phong thủy á cả nhà. Cái nhẫn này là đeo theo phong thủy. Vàng 14, hộp sòn hết toàn bộ luôn nha. Để giảm giá cho chiếc này cho cả nhà mình nha, với cái giá là 1.300. 1.300 cho chiếc nhẫn quá là nặng luôn. Vàng hộp sòn rất là nhiều nha cả nhà. Được 8g 70. 8g 70 cho chiếc nhẫn vàng 14, hộp sòn rất là nhiều. Này là đeo theo phong thủy cả nhà. Chiếc này đeo phong thủy nè. Yeah. 1.300 ha. Ok. Rồi. Mình có một chiếc nhẫn cẩm thạch J nè. J rất là đẹp luôn.
Cẩm Thạch xưa nha cả nhà. Cẩm Thạch xưa Sơn Thủy, và cái vỏ là vỏ Hồng Kông. Đấy. Cái vỏ là vỏ Hồng Kông. Chiếc nhẫn này Nga để cho cả nhà mình với cái giá tuyệt vời nha. 1880 nhé, 1880 cho chiếc nhẫn. Cái vỏ không hết 1800 rồi đó cả nhà ơi. Cái vỏ không là hết 1800 rồi đó cả nhà. Hello em, chờ chị one second nha. Chiếc nhẫn này Nga để với cái nhà, cho cả nhà là 1880. Đẹp tuyệt vời chưa? Đấy, chiếc nhẫn Cẩm Thạch, vỏ Hồng Kông, vàng 18, một sòn xung quanh. Rồi, và tiếp theo Nga có một cái đôi bông nhí nhí. Đôi bông nhí nhí, hộp sòn, vàng 14. Hộp ở center là 3 ly rưỡi. 3 ly rưỡi xung quanh là 1 ly rưỡi. Đôi bông này nghe để cả nhà mình với cái giá là 650 nhé. 650. Rất là dễ thương. 650. Đeo rất là dễ dàng. Vàng 14. 650. Ok. Rồi, nó còn một số cái giấy GA nha cả nhà. Đây là 8 ly nước eo. 8 ly nước eo. Nga để cả nhà mình với cái giá là 8.300. 8.300 cho cái viên sòn. Với viên sòn nước eo medium blue thì nó trắng lắm nha cả nhà, nó không có bị vàng. 2 carat 02 nước eo VBS2. Đấy, viên này Nga để là 8.300. Rồi, và còn tiếp theo mình còn 2 viên nước khê, nước chê 1 carat 22 VS2. Cái viên này Nga để cho cả nhà mình với cái giá, nước chê VS2. Chờ chị xíu nha Helen, em cứ coi cái nào á. Này là Nga để với cái giá, cái viên này là 2.800. 2.800 cho cái viên 1 carat 22 nước chê VS2. 2.800. Rồi một cái nữa là nước khê 1 carat 21 VS1. Viên này Nga để cho cả nhà với cái giá là 2.500. 2.500 đấy. Rồi, và còn còn mấy cái này nữa. Cái này là 1 carat 17 nước khê VS1 Back Excellent. Thì cái viên này Nga sẽ để cho cả nhà mình với cái giá là 3.500. Dạ, 3.500, 1 carat 17 nước khê VS1 nhá. 3.500. Rồi còn một viên nước khê VS1 nữa là 1 carat 16. 1 carat 16 Nga để là 3.300 nhá. 3.300. Rồi, Nga cảm ơn cả nhà mình rất rất là nhiều. Video của Nga đến đây là tạm dừng. Rồi Nga sẽ đầu tháng, Nga sẽ qua tháng 11, Nga sẽ giảm giá một số mặt hàng tồn kho đó, thì Nga sẽ giảm giá nữa. Tại vì cái tháng 11 là tháng birthday của Nga, Nga sẽ giảm giá. Nhưng mà những mặt hàng đó là lâu rồi, những cái kiểu cũng xưa xưa một tí. Rồi, Nga cảm ơn cả nhà mình rất rất là nhiều đã luôn ủng hộ cho Nga. Và Nga cảm ơn tất cả anh chị em xa gần đều đến tiệm của Nga để ủng hộ. Nga cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chúc cả nhà mình luôn bình an, hạnh phúc nhé.